tuổi thọ của khớp háng nhân tạo. Cùng nghe bác sĩ Đặng Khoa Học chia sẻ để biết rõ hơn nhé. Đây là một trong những cái câu hỏi rất được quan tâm đối với những người, đặc biệt là những người trẻ khi thay khớp háng nhân tạo. Thì trong những cái nghiên cứu xa xưa, những cái khớp háng xa xưa của người ta nghiên cứu đó, thì thông thường cái khớp háng nó sẽ kéo dài khoảng từ 15 cho đến 20 năm. Tuy nhiên với sự phát triển của y khoa hiện đại cũng như là phát triển của ngành công nghiệp chế tạo ra những cái vật liệu trong thay khớp, thì ngày nay trên một cái nghiên cứu các bạn có thể thấy trên mình, trên 13.000 bệnh nhân người ta nghiên cứu đó, thì trong đó có khoảng 78% bệnh nhân là cái tuổi thọ khớp háng nhân tạo nó kéo dài hơn 25 năm. Và đây là một trong những cái bước tiến của y khoa hiện đại. Nói tóm lại một lần nữa, nếu chúng ta sử dụng những vật liệu hiện đại, chúng ta thay khớp háng đối với những cái chỉ định đúng và kỹ thuật hiện đại, thì hoàn toàn khớp háng nhân tạo của bạn có khả năng kéo dài trên 25 năm. Đến tâm anh, phục hồi nhanh, về nhà sớm.